Tại sao chúng ta chơi game? Bởi vì chúng ta được tự do trong thế giới của mình, được nhìn những con số tăng trưởng. Tất cả những người chơi game đều nhìn vào con số. Họ nhìn xem hôm nay có bao nhiêu vàng, bao nhiêu dầu, bao nhiêu kim cương. Họ sẽ phải học cách giao tiếp với các vị vua từ các quốc gia khác, học cách tạo lập thành các liên minh. Nếu không, trong cuộc sống đơn độc này, bạn sẽ bị tiêu diệt. Tôi muốn các bạn biết đến điều sau đây. Tại sao lại quá khó khăn trong việc thiết lập các điều mình muốn? Các bước để lập ra một quy trình. Xác lập tầm nhìn đủ lớn. Hầu hết chúng ta không đạt được điều gì đó là bởi vì chúng ta không biết điều cần đạt là gì. Vậy cho nên để xác lập được tầm nhìn, bước số 1, chọn nguồn tín hiệu. Chúng ta nhớ đến câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhưng lại có câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vậy cho nên chúng ta phải chọn nguồn tín hiệu. Đây là bước khó vô cùng luôn. Tôi đã làm gì trong cuộc đời của tôi? Tôi có những con người đáng ngưỡng mộ. Họ nổi tiếng, họ thành công, họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức của họ với tôi. Một trong những người đầu tiên của đầu tiên của đầu tiên đến với cuộc đời của tôi một cách tình cờ, đó là Tim Ferriss. Tim Ferriss đến với tôi qua một lời giới thiệu của một người nhân viên của tôi. Anh này vì một lỗi sai lầm trong quá khứ nên tôi cho anh ấy nghỉ việc. Thay vì anh ấy giận tôi, anh ta đã nhận thức được sai lầm của mình và sửa chữa sai lầm đó để dần dần trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn. Trong một đêm tối nào đó, chat qua Yahoo Messenger, bạn ấy nói cảm ơn anh đã đuổi em. Vì thế em mới nhận ra rằng không có con đường nào có thể tiến tới thành công nếu gian dối. Bạn ấy nói có một cuốn sách bằng tiếng Anh rất là hay, anh nên tìm đọc bởi vì nó rất giống anh, nhưng có thể cho anh thêm những điều mới mẻ. Cuốn sách có tên gọi là The 4-Hour Workweek. Lúc đó chưa có bản dịch tiếng Việt, chỉ có bản tiếng Anh. The 4-Hour Workweek. Và thế là tôi đến được với Tim Ferriss. Anh này sinh năm 1977. Và lúc mà tôi đang bắt đầu khởi nghiệp thì anh ấy đã viết xong The 4-Hour Workweek, một khái niệm hoàn toàn mới. Làm thế nào chỉ làm việc 4 giờ một tuần mà sống một cuộc sống như một triệu phú, ngay cả khi bạn chưa có tiền. Anh ấy đưa đến một khái niệm có tên gọi là The New Rich. Bạn không cần có quá nhiều tiền để sống một cuộc sống hoàn toàn tự do. Tôi biết đến cuốn sách này khoảng năm 2008 something. Và tôi ước mơ rằng mình có thể sống được như nó. Tôi là một người nghiện email. Hàng triệu email từ thời điểm đó đến bây giờ không còn được trả lời nữa. Vì trong cuốn sách có đoạn đừng trả lời email nữa. Tôi không khuyên các bạn làm như vậy, nhưng đây là cách team đã làm. Anh ta nói đừng nghe điện thoại nữa. Và đó là lý do tôi không muốn các bạn dùng điện thoại ở trong chương trình này. Giống như tôi. Ai đó hôm nay rất bận với những cuộc điện thoại. Anh bán gỗ ấy. Anh rất là bận rộn với những cuộc điện thoại của khách hàng. Đừng dùng điện thoại nữa. Bởi vì điện thoại không hiệu quả. Một thời điểm bạn chỉ nghe được một cuộc điện thoại, trong khi bạn có thể chat giống như tôi, chat cùng với 10 người cùng một lúc. Bạn không thể sử dụng lại âm thanh cũ hay những cái video cũ cho điện thoại. Nhưng khi chat, bạn hoàn toàn có thể có một cái video cũ và đưa cho khách hàng. Hiệu quả hơn rất nhiều lần. Nói một lần dùng cả đời. The 4-Hour Workweek làm cho tôi biết đến Tim Ferriss. Hôm nay các bạn có thể nghe podcast Phạm Thành Long. Đây là một kênh podcast tôi làm đã khá lâu. Người mà gây ảnh hưởng cho tôi lớn nhất chính là Tim Ferriss. Anh ta làm thay đổi cuộc sống của tôi. Làm thế nào để chúng ta có thể tự do bay nhảy ở khắp mọi nơi trong khi công việc kinh doanh vẫn phát triển? Làm thế nào để sống với đam mê mà vẫn có thêm tiền bạc? The 4-Hour Workweek. Làm thế nào để sống như những người giàu có ngay cả khi bạn chưa nhiều tiền? The 4-Hour Workweek. Làm thế nào có thể kiếm tiền bằng việc viết lách của bạn? The 4-Hour Workweek. Tôi bắt đầu follow blog, follow podcast của Tim Ferriss. Đó là chọn nguồn tín hiệu đầu tiên. Sau khi biết đến Tim Ferriss, tôi đặt mua toàn bộ những cuốn sách của Tim, ngay cả khi nó chưa xuất bản. Rồi một học trò của tôi, sau này là anh Cường, Cường Sách, đã nhập bản quyền về và xuất bản toàn bộ những cuốn sách này bằng tiếng Việt. Bạn có thể tìm mua nó ở trên mạng Internet. Đây là nguồn tín hiệu đầu tiên của tôi. Vào năm 2011, tôi may mắn và tình cờ gặp được nhiều triệu phú từ nước ngoài vào Việt Nam chia sẻ những cái hội thảo khác nhau. Giấc mơ bay của tôi được sống lại nhờ một triệu phú. Giấc mơ về một ngôi nhà trên biển cũng được sống lại, cũng được mở rộng nhờ một triệu phú. Như vậy, những cuốn sách, những con người
đã đến và làm thay đổi cuộc đời bằng cách chúng ta chọn lựa nguồn tín hiệu. Những nơi chúng ta đến, những nơi chúng ta đi, những việc chúng ta làm đều được ảnh hưởng bởi ai đó. Tôi thích ô tô bởi xem Fast Furious, thích tốc độ, thích sự mạnh mẽ, quyết đoán, quyết liệt của những người đàn ông trong xe. Tôi thích những chiếc xe ô tô tốc độ cao, nhưng ở Việt Nam thì không làm được điều đó. Tôi rủ bố tôi sang Đức chạy trên autobahn với tốc độ khoảng 240 km/h. Đang chạy trên đường với tốc độ khoảng 240 km/h something thì có một chiếc xe mô tô vọt bên trái tôi. Bạn hãy hình dung bạn đang chạy ở tốc độ 240 km thì có một chiếc ô tô mô tô vượt trái bạn với tốc độ cao hơn xe ô tô 240 cây số của bạn. Tôi có một giấc mơ về chiếc mô tô phân khối lớn, không dám nói với ai vì nghĩ có khi mình chết. Tất cả những điều đó đến từ trong những giấc mơ, từ việc nhìn thấy những người khác, và tôi không bao giờ để lãng quên bằng cách viết nó xuống. Tôi gọi đó là nơi kiến tạo tầm nhìn. Hãy bắt đầu bằng chọn tín hiệu, bao gồm những thứ như sau. Chọn những người để bạn theo dõi. Tim Ferriss, Gary Vee, Tony Grant Cardone là những doanh nhân thành đạt trên thế giới. Họ là những doanh nhân thành đạt, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và trở thành những người truyền cảm hứng trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi follow họ. Dần dần theo thời gian, tôi lần lượt đến gặp họ, học hỏi từ họ để trưởng thành hơn. Không bỏ qua bất kỳ ai. Chọn nguồn tín hiệu. Sau khi biết được điều này, tôi bắt đầu nhìn vào đám bạn bè cũ của mình. Những người thích ăn nhậu, họ không còn là nguồn tín hiệu của tôi nữa. Tôi không ghét bỏ họ, nhưng tôi không còn thời gian dành cho họ nữa. Dũng cảm rời khỏi những mối quan hệ cũ để đi tìm những con đường mới. Họ nói với tôi rằng mày chảnh. Vâng, tôi nói cuộc sống bây giờ khó khăn, mong các bạn thông cảm. Tôi không còn thời gian đi nhậu với các bạn vào buổi tối được. Tôi đã dũng cảm bỏ đi tất cả mọi thứ. Tôi là admin của một diễn đàn nhiếp ảnh lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng nó làm tiêu tốn thời gian và không đem lại lợi ích về mặt kinh tế. Tôi dũng cảm sau khi trở về loại bỏ nó, vì ở đó chỉ toàn những người tranh cãi nhau. Sau khi tôi rời bỏ diễn đàn photo.vn của tôi vào Facebook, những người đó lại kết bạn. Tôi lại tiếp tục block họ hết, bởi vì họ không phải là nguồn tín hiệu của tôi. Tôi dọn sạch Facebook của tôi. Tất cả những người nào mà hàng ngày post những tin tiêu cực, tôi unfriend, tôi block hết. Không còn bất kỳ tin tiêu cực nào trên mạng xã hội của tôi nữa. Nhưng TikTok thì không làm được như vậy. Ngay cả khi tôi không kết bạn, nó vẫn hiển thị trên tin TikTok của tôi. Đó là điều tôi không thích. Tôi không lựa chọn TikTok, không phải vì tôi chống lại nó, mà vì đơn giản rằng tôi là người sáng tạo nội dung. Nội dung của tôi vẫn đưa lên nền tảng TikTok, nhưng tôi không tiêu thụ nội dung TikTok. Hãy chú ý hai từ khóa sau đây. Tôi tạo ra nội dung nhưng không tiêu thụ nó. Số giờ tôi dành trên TikTok rất ít, nhưng lượng người xem trên TikTok của tôi rất lớn. Chọn nguồn tín hiệu. Bước thứ hai, xác lập mục tiêu. Sau khi bạn đã lựa chọn tín hiệu, hãy xác lập các mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu lớn nhất, chúng ta gọi nó là tầm nhìn. Tầm nhìn là những gì vĩ đại nhất, lớn nhất mà chúng ta muốn đạt được. Và cuộc sống của chúng ta luôn hướng đến nó, không thể đạt được trong ngắn hạn, nhưng luôn hướng đến nó. Ví dụ như tầm nhìn về việc xuyên châu Á của tôi vẫn chưa bao giờ dừng lại. Một chuyến đi xuất phát từ Hà Nội và kết thúc ở Helsinki vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nó có thể bằng mô tô, nó có thể bằng ô tô. Đó là tầm nhìn, tôi không biết bao giờ mình sẽ làm nó. Năm nay 50 tuổi rồi, nhưng có thể năm 60 tuổi, năm 70 tuổi hay năm 80 tuổi, chưa biết lúc nào sẽ làm nó. Nhưng giấc mơ về một chuyến đi từ Hà Nội đi sang Phần Lan vẫn còn tiếp tục. Tôi có một giấc mơ về việc tự thân mình lái xe để thăm Tây Tạng, một vùng đất vô cùng linh thiêng, đã thực hiện được cách đây 6 năm. Lái xe trong đêm tối, lái xe trong sa mạc, lái xe trong tuyết liên tục trong 31 ngày với hơn 12.000 km để trở về với sự khám phá của vùng đất Tây Tạng. Tất cả những bức ảnh này được chụp bởi tôi, một mình một ngựa lang thang khắp mọi nơi. Có những nơi độ cao rất là lớn. Đây là base camp. Ở nơi này phải thở bằng bình oxy cho quen ở những ngày đầu tiên. Có những dãy tuyết trắng như thế này. Và bạn thấy có thể vệt đen, đó chính là con đường để đi. Đoàn chúng tôi có 10 xe. Những con đường vô cùng tuyệt vời. Và để chinh phục được điều này, chúng ta luôn hướng tầm nhìn của mình về đỉnh núi cao nhất thế giới có tên gọi
Chomoluma. Đó được gọi là tầm nhìn. Để tiến tới được Chomoluma, không phải lúc nào chúng ta cũng đi thẳng tới nó, mà có những khúc quanh co như thế này. Nhưng dù bạn rẽ trái hay dù bạn rẽ phải, dù bạn đi lên hay dù bạn đi xuống, thì mắt luôn hướng về đỉnh Chomoluma, đỉnh núi cao nhất thế giới, hơn 8.000 mét so với mực nước biển, 8.814 mét so với mực nước biển. Đỉnh núi mà bất kỳ cuộc đời nào cũng muốn đến đây. Số lượng người đến đây và ở lại nhiều hơn số có thể quay về. Tôi đã đến nó từ mặt Bắc và tôi sẽ đến nó từ mặt Nam. Tôi đã đến nó từ mặt Bắc và tôi sẽ tiếp tục chinh phục nó từ mặt Nam. Mặt Bắc đi từ Trung Quốc, mặt Nam đi từ Nepal. Có một số anh chị em mặc cái áo The North Face, có nghĩa là áo đến từ mặt Bắc. Đó là tầm nhìn khi chúng ta chinh phục một ngọn núi. Bạn sẽ phải nhìn thẳng vào nó, dù bạn có thể rẽ trái hay rẽ phải để tìm con đường thuận tiện hơn. Cho nên hãy nhớ rằng để chinh phục được một mục tiêu, chúng ta luôn có những rào cản. Rào cản sẽ khiến chúng ta không đạt được nó. Và đôi khi chúng ta không dễ dàng đi xuyên qua nó, phải đi những con đường vòng để tiến tới được mục tiêu. Sau khi xác lập tầm nhìn thì bước thứ ba đó là xác lập mục tiêu. Bây giờ mới là mục tiêu. Mục tiêu thì nó đòi hỏi phải smart, nó phải cụ thể. Tầm nhìn về sự giàu có, nhưng mục tiêu là kiếm được 20 triệu đồng. Mục tiêu phải cụ thể, phải đo lường được, phải mang tính thực tế, có thể đạt được. Và phải có một khoảng thời gian để làm được điều đó. Ta gọi là nguyên tắc smart. Ví dụ như tôi muốn kiếm được 200 triệu vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Hoặc tôi muốn kiếm được 200 triệu cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Đó là một mục tiêu smart. Một tầm nhìn là tôi muốn đi Chomoluma và chẳng biết ngày nào cả, thì nó biến thành tầm nhìn. Nhưng sau đó nó biến thành hiện thực là tôi muốn chuyến đi của mình sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4, bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình sẽ đi qua 4.200 km đến được tất cả các thủ đô của 4 quốc gia trong khu vực và xuyên qua toàn bộ các địa danh nổi tiếng của 3 nước Đông Dương. Trong hành trình này sẽ có 2 đêm liên tiếp không có khách sạn và phải ngủ trong rừng để thử thách bản thân tự ăn tự ngủ trên hành trình. Những thằng nào không lo được ăn như kiểu tôi chắc chắn là sẽ bị đói. Cho nó có trải nghiệm biết thế nào là không lo trước ăn đi. Lúc nào cũng đòi ăn cơm ngon, cho mày dao đấy vào rừng mà thịt bò đi. Sẽ chẳng có trải nghiệm giết thú rừng nào diễn ra cả đâu, các bạn cứ yên tâm. Nhưng đó là tầm nhìn. Sau khi xác lập mục tiêu, điều tiếp theo, hãy biến nó thành trò chơi. Trò chơi của các con số. Hãy biến mục tiêu của bạn thành trò chơi của các con số. Game. The number. Khi bạn bắt đầu biết chơi game, bạn sẽ biết cách đọc các con số, các chỉ tiêu. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây chưa từng chơi game trên máy tính hay điện thoại bao giờ? Giơ cao tay lên. Các bạn là hàng hiếm trong xã hội hiện đại. Có bao nhiêu trong số các bạn đến ngày hôm nay vẫn nuôi một con game nào đó trên điện thoại giống như Phạm Thành Long? Giơ cao tay lên. Tuyệt vời. Khi bạn chơi game, bạn phải nhớ đến các con số, phải nhớ cái gì tạo ra cái gì. Cái gì làm trước, cái gì làm sau, làm thế nào cho nó có hiệu quả. Bên cạnh cái iPad này để học tập thì tôi còn dùng nó để chơi game. Đây, game của tôi. Game cổ nhất trong các cái phim cổ. Tôi chơi cái game này từ khi tôi còn là trẻ con ở trên máy PlayStation. Đến khi có máy tính, tôi vẫn chơi nó. Và khi trưởng thành hơn, có iPad, tôi vẫn tiếp tục chơi nó trong nhiều năm. Tôi thích xây thành phố. Thành phố của tôi là một thành phố hiện đại rất lớn ở trên thế giới ảo này. Tôi là vị vua trong thế giới của tôi. Tôi là một người đàn ông giàu có, rất nhiều tiền bạc ở đây. Tôi không chỉ là người đàn ông giàu có ở trong trái đất của tôi, mà tôi còn giàu có ở các tiểu hành tinh khác. Ở bất kỳ tiểu hành tinh nào, tôi cũng là vua trong thế giới của mình. Để có thể làm được điều đó, hãy biến cuộc sống của chúng ta thành game như vậy. Tại sao chúng ta chơi game? Bởi vì chúng ta được tự do trong thế giới của mình, được nhìn những con số tăng trưởng. Tất cả những người chơi game đều nhìn vào con số. Họ nhìn xem hôm nay có bao nhiêu vàng, bao nhiêu dầu, bao nhiêu kim cương. Họ sẽ phải học cách giao tiếp với các vị vua từ các quốc gia khác, học cách tạo lập thành các liên minh. Nếu không, trong cuộc sống đơn độc này, bạn sẽ bị tiêu diệt. Bạn muốn trở thành một liên minh, phải tìm những người mạnh hơn bạn
nó lại là chọn tín hiệu. Trong trò chơi, nó bắt bạn phải đi ghé thăm các thành phố khác tương đương bạn để học hỏi từ những thành phố khác. Trong cuộc sống này, y chang như cách mà chúng ta sống trong thế giới ảo. Ngày hôm nay ở đây, các bạn đang sống trên sân, tôi đang sống trên sân khấu của tôi. Tôi cũng có những con số của mình. Các bạn cũng vậy. Hãy biến nó thành một game với các con số. Mục tiêu của bạn là kiếm được tiền. Nó là đích cuối cùng của trò chơi kinh doanh. Muốn kiếm được tiền, bạn cần phải có một con số, đó là số lượng khách hàng. Muốn có được số lượng khách hàng, bạn cần có số lượng khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi. Muốn có khách hàng tiềm năng, bạn cần có số lượng ghé thăm trang web của bạn và khả năng điền vào form. Nếu bạn muốn có số lượng người đến cái trang web của bạn để điền vào form, thì bạn cần có sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Cần có bao nhiêu người nhìn thấy bạn, chúng ta gọi là reach. Một tuần trung bình, tôi có khoảng một tháng trung bình, tôi có khoảng 10 triệu reach, tức là 10 triệu người nhìn thấy Phạm Thành Long trên nền tảng mạng xã hội. 2 triệu người sẽ comment, like, share của tôi. Tôi gọi là 20% tạo ra tương tác. Trong số 2 triệu người này sẽ có khoảng 10.000 người nhắn tin cho tôi. Đó là trò chơi của các con số. Trong số 10.000 người nhắn tin này sẽ có 1.000 người mua hàng, tạo ra khoảng 1.200 đơn hàng khác nhau với đơn giá trung bình là 1 triệu. Bạn có thể tính ra số tiền tôi kiếm được trên mạng xã hội rồi đấy. Đó là trò chơi các con số. Tiền ở trong game không tiêu được, chẳng mua được gì ngoài mua được vũ khí ở trong game. Tiền ở ngoài cuộc đời này cũng chẳng ăn được, cũng chẳng làm được gì cả ngoài mua vũ khí cho cuộc đời này. Nó có thể là chiếc áo này, nó cũng có thể là đôi giày đẹp này, hành quan, nó cũng có thể là chiếc quần bò đẹp này, nó có thể là chiếc tai nghe vô cùng đắt tiền này, cũng có thể là chiếc mic vô cùng hiện đại này. Bất kỳ điều gì chúng ta cuối cùng cũng không ăn được. Nên cuộc sống thực tế chỉ là một game lớn hơn mà thôi. Hãy biến mục tiêu của bạn thành game. Nếu bạn muốn giảm cân, hãy quan sát các con số. Game của bạn là đếm lượng calo ăn vào mỗi ngày, đếm lượng calo được tiêu thụ mỗi ngày. Trò chơi rất đơn giản. Hãy nhớ rằng calo đầu vào sẽ khác nhau. Calo cho carbohydrate khác với carbo đến từ chất béo, carbo đến từ protein khác nhau. Biến mọi thứ trong cuộc đời thành trò chơi. Bước thứ 5. Muốn đi nhanh hơn, muốn phát triển nhanh hơn, muốn trở nên tuyệt vời nhanh hơn, hãy biến nó thành một cuộc thi đấu. Hãy chọn cho mình một đối thủ xứng tầm và thi đấu với nhân vật xứng tầm này. Đây là cách đi nhanh nhất. Vượt qua đối thủ này sẽ tìm một đối thủ lớn hơn để tiếp tục vượt qua. Bác sĩ Ngọc đi trước bác sĩ Hiếu rất tuyệt vời. Với 50.000 follow, bác sĩ Hiếu vượt qua với 60.000 follow, bác sĩ Ngọc vượt lại với 80.000 follow, bác sĩ Hiếu vượt qua 90.000 follow, bác sĩ Ngọc lên 95.000 follow, bác sĩ Hiếu lên 100.000 và về đích ở cự ly 100.000 subscriber. Bác sĩ Ngọc bỏ cuộc chơi, buồn quá, thầy lại phải gọi lên đi. Phần thưởng không phải là nút bạc mà phần thưởng là những tờ đô la, tiến lên em ơi. Bác sĩ Ngọc lại gồng mình vượt qua đại dịch và đạt nút bạc ngay sau bác sĩ Hiếu. Nhưng sau đó kênh của bác sĩ Ngọc đã vượt qua bác sĩ Hiếu. Gọi điện cho tôi, thầy ơi em làm được rồi. Tôi lại động viên bác sĩ Hiếu, Ngọc nó vượt qua em rồi đấy. Bác sĩ Hiếu lại lên 200.000, bác sĩ Ngọc lên 250.000, bác sĩ Hiếu lên 300.000, bác sĩ Ngọc lên 350.000, bác sĩ Hiếu lên 400.000, bác sĩ Ngọc lên 500.000, bác sĩ Ngọc lên 600. Và tất cả họ đều về đích trong cuộc chơi của mình. Học hỏi từ đối thủ, luyện tập và chọn một đối thủ xứng tầm. Trò chơi tại sao lại như vậy? Chúng ta thường không sợ những điều chúng ta đang không có. Nếu bạn không có nút bạc thì bạn không sợ cái việc không có nút bạc. Nhưng tiền đang nằm trong túi của bạn mà phải đưa cho đối thủ thì sợ lắm. Nên đặt ra một cuộc thi rằng thằng nào lên nút bạc trước thì thằng kia sẽ thua cuộc. Cả hai thằng đều sợ và chạy với tốc độ rất cao. Tiền đang nằm trong túi bị mất là nỗi đau lớn nhất. Cho nên đây chính là cách vượt qua những nỗi sợ thông thường. Nhớ rõ điều này. Chúng ta sợ mất đi những thứ đã có, chứ không phải chúng ta sợ không có những thứ chưa đạt được. Không đạt nút bạc thì không sao hết ấy. Nhưng mà không đạt nút bạc thì mất tiền trong túi. Thế là họ phải nỗ lực đạt nút bạc. Đây chính là cách tôi thiết kế ra những cuộc chơi cho những người tham gia chiến thắng nhanh hơn. Thứ bạn mất là những thứ bạn có sẽ nghiêm trọng hơn những thứ bạn chưa có. Và cuối cùng,
least but not last. Điều số 6. Hãy coi nó thật đơn giản. Hãy coi nó là những thứ đơn giản. Tất cả những điều này ngày hôm nay các bạn đã học, nhưng bây giờ tôi đúc kết thành công thức cho các bạn. Hãy coi nó thật đơn giản. Đừng coi YouTube là một thứ thần thánh. Hãy coi nó đơn giản như cuộc sống của bạn. Họ hỏi gì, bạn trả lời cái đó. Nếu chưa biết cách thì tìm những câu hỏi của họ và trả lời cho họ. Tìm những video đã nổi tiếng trên mạng, nói cho nó hay hơn những video đó. Làm thật đơn giản. Đừng chạy bộ cầu kỳ. Hãy chạy bộ đơn giản vậy thôi. Đừng nghĩ chạy bộ 42 km. Hãy bắt đầu chọn tín hiệu từ những người đã chạy được cự ly 42 km. Xác lập tầm nhìn cho mình rằng 6 tháng tới tôi sẽ đạt mục tiêu. Xác lập các mục tiêu đơn giản của chúng ta. 3 tháng tới tôi phải chạy được 21 km. Biến nó thành trò chơi của các con số. Đo lường từng chỉ số một, nhịp tim, nhịp thở, cân nặng và tốc độ thi đấu. Chọn một người bạn ở cùng trọng lượng và cùng tuổi của chúng ta để làm mục tiêu phấn đấu và đơn giản hóa mọi việc. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chạy bộ, vậy thôi. Tất cả những gì chúng ta cần làm YouTube là post video, vậy thôi. Tất cả những gì các bạn muốn kiếm tiền với tốc độ nhanh nhất đó là học cách làm marketing. Để yêu, hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào mắt cô ta và chớp chớp. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.